Đi đâu hỏi cho lên gì nè. Xin chào Ken. Nói đi Ken, nói đi Ken. Hello. Ken chào. Thằng mua đỏ. Cái này ai đâu? Ai đó chứ đó. Cùng chị đó rồi. Cái hồi thôi có hết á. Ai đóng đi. Ai đó, ai đó? Mẹ đóng. Ai? Ai đóng á? Cái gì đấy? Chưa gắn. Cái gì đang cản con. Chuyện khỏi rồi. Nghe nè. Ngồi lại. Xin chào. Cũng quay nữa. Đi đi đi. Tao đi không? Đấy, tao biết nè. Tao quay. Ừ, phí thôi. Vào Đà Nẵng nhiều quán phong phú. Quán nhậu phong phú. Camera lên nói chuyện một mình, lúc này nói chuyện một mình. Bật lên đéo quay. Vào Đà Nẵng được tăng em nó mời đi ăn. Nói lại nhỉ. Quán nhậu ngon nhất Đà Nẵng. Kẹt con. Đại cá. Con nhiễm chịu Đà Nẵng. Hết mồi rồi mới quay. Còn muối mì tôm rồi. Nhậu sắp xong rồi họ mới vào tiệc. Bạn làm rách đi. Bạn làm rách đi. Bạn làm lấy tiền nhiều đó. Nếu tí nữa bắn vào cái tài khoản đấy được. Bắn được cái điện thoại nhỉ. Rồi. Rồi đi. Diễn hình có mẹ có bọn sông đao. Hả? Có bọn sông đao. Thế là sao có được cái quán tới bến nữa. Thế là sông đao. Có đâu. Mang cái cao lưng đó. Cầm 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 cái này đi. Để cho đây này, đưa đi. Lắp tủ đi. Cầm 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 lên lên lên. Xả cái hố lên 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 vượng. Mua được, gắn một tí mua được đấy. Không phải, mày kia đéo lên được ấy. Ừ. Muốn thoải mái đi. Cho lên nhá. Ôi, một cái mèo đây. Đi dọc. Đi dọc, đi dọc.
hả? Sáu chút. Hơn 100 rồi. Tao ra chụp cái máy ban lên nha, 20 được. Nhớ thì bật cái máy ban nhớ thì quá. Nếu mắng có 20 thì thoải mái tiền đi chứ, đéo có tiền rồi. Xa được không? Xa được không? Ở Quảng Trị lâu quá. Đi vừa mong chín mà. Ở đây xin nghỉ đến thang tứ cơ. Gặp mấy thằng an toàn ở đấy rồi là hỏng ấy. Cái thằng à? Có người à? Có người à? Hả? Có cái máy đâu bắn nhau đấy. Giờ tới bên à. Mày vào trước, 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 quần chật quá. Để đấy, để căn chiếu. Đi kia vào đây đi mát. Buổi trưa này chắc không có khách mời hả? Để phương tị. Nó chạy chạy 200 cây rồi cho nó mát mát tí. Hử? Không đền hả? Cho ba ba mấy cây thôi. Anh đi đường một hả? Ờ. Quảng Ngãi. Cần nên đéo có nút tạm dừng nhé. Cái điện thoại bây giờ nó vừa quay xong nó chụp được luôn mà. Quay như vậy nó chụp được luôn mà. Bây giờ nó... Con gì à? Con gì nhỉ? Con Tu 2. Tu 2 à? Con Tu 2. Quay quay em. Ừ. Đang quay à? Không chụp được luôn à? Cái nó là bao nhiêu ấy? Máy ảnh ấy. Một không tao coi là ấy. Đâu, cái này nó phải hơn. Không, cái này hơn, còn cái nó quay được 4K. 4K rồi. Đây nó quay một không tạm không. Cô tao con nó phải ơi. Đẹp đấy, ăn rộng rồi. Quay cả tao luôn. Tao đứng lên tí đi. Anh ấy, anh ấy. Rồi, 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 rồi. Quay, quay thì nó biết rồi. Anh ấy. Anh ấy. Anh ấy. Uống bia. Bàn. Bàn ế 11 năm.
Tu Hải, con này là con Tu Hải nhá. Tu Hải. Em hay đăng lên ấy, hay đăng lên YouTube chứ ít khi đăng lên Facebook, vì giá toàn đăng lên YouTube. Ờ lên YouTube à. Từ năm 24 là bắt đầu đăng video lên YouTube. Một tay quay một tay. Ngay chỗ thằng Gary chúng đã gặp điện hỏi. Chờ em mua về à? Thì nói là vào đây làm à? À, chờ ra nhau quá. Ừ. Điện hỏi xin vào. Thì nói vừa vào đây này, vừa vào cổng xong. Nhưng mà vào trong đàn làm hay vào chỗ học? Ừ, rồi chỗ đó đấy. Ừ. Nói vào trong kia.